Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Euro kính chào quý vị các bạn. Và trước mắt anh em tiếp tục ngày hôm nay lên sóng tới anh em một chiếc lọc xì Victor CA80. À. Hàng vừa cập bến bên em này. Ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 21 năm 2024. Với thiết kế khổ của máy rộng hơn những con bình thường là 45 cm. Chiều cao cụ thể của nó đây là 15/8. Và sâu, độ sâu của nó là 32. Với trọng lượng 8 kg, nó nặng tương tự với một chiếc âm đi. Với thiết kế 10 giải tần, một vé vừa đủ thôi. Giải tần sâu nhất của nó 31 hz, 31,5. Cao nhất là 16 hz. Anh em cùng ngắm cái độ đẹp của nó đi ạ. Với sản phẩm Victor CA80 trên thị trường không hề có nhiều như anh em suy nghĩ đâu nhé. Những ai đã từng chơi con lọc này rồi thì khó có thể bỏ con lọc này để chuyển sang con lọc khác. Hàng bãi mà độ đẹp của nó đó. Anh em cùng xem này. Ruột gan bên trong thì bao zin cho anh em hoạt động hoàn hảo. Về ngoại hình thì nó cũng có gọi là sự mất mát theo thời gian. Chiếc nguồn rất to nhé. Những con lọc xì bình thường nguồn nó không được to như này đâu. Bên trong là sắc xi vàng hết này. Đây là ba con đèn kích dùng để kích lên, âm sắc to lên. Hôm nay nó sử dụng cần gạt bi. Các cái cần gạt này là cần gạt bi hết này. Nên là gạt rất sướng tay. Phần hậu sau rất đẹp luôn. Tín hiệu cổng vào là cổng ngoài cùng và tín hiệu cổng ra là cổng thứ hai. Ngoài ra nó có thêm một cổng vào nữa là cổng ngoài cùng này. Nhưng cái cổng vào này nó chỉ cho ra cổng này thôi. Còn cổng tín hiệu vào ở cái cổng input chính này thì nó cho ra cả cổng này lẫn cổng số 2, cổng rec. Đấy, cắm cổng đấy mà muốn tín hiệu nó vào thì chúng ta cùng gạt nút cổng tab này. Đó. Với đèn ở giữa nên chính vì thế mà con máy này được đánh giá cả về chất âm lẫn ngoại hình là được. Nó là hết số của dòng Victor mà. Nó quá được luôn chứ không phải là được. Và với mức giá là 11.800.000 chiếc lọc này, anh em nào chung kết thì liên hệ tới số điện thoại ở trên góc màn hình. Máy bảo hành cho anh em hoạt động hoàn hảo. Bao zin. Bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây là nút qua quai và không qua quai này. Các cần gạt là cần gạt bi, gạt rất sướng luôn. Con này nó bền vĩnh cửu.
Tha hồ anh em chỉnh chọn âm sắc của nó thay đổi như nào thì tùy ý. Rồi, một lần nữa cho em tạm dừng. Xin phép tạm dừng video tại đây và cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh. Đặt cọc trước bên em thấp nhất là 1 triệu nha. Đặt cọc thấp nhất là 1 triệu anh em nhé.